Hello, tôi mới coi cái phim Án Mạng Lầu 4 về. Tôi chỉ có đôi lời thôi, đây không phải review nha. Cũng không tính review phim này sau khi xem đâu. Thì tôi thấy phim coi cũng cũng được. Với những cái thông điệp mang tính tự hào Việt Nam, không nên hút thuốc khi gần trẻ nhỏ. Tôi thấy thông điệp này đúng nha mọi người. Thứ hai là phải cài VNEID làm định danh nha mọi người. Tới giờ ai chưa làm định danh thì hãy tự vấn bản thân mình như tên của ca khúc, chủ đề của bộ phim nha. Rồi, một thông điệp nữa là Việt Nam của mình bây giờ ở sướng lắm, không có cần phải đi ra nước ngoài ở làm gì trơn á. Ai mà bây giờ còn đi định cư nước ngoài, chứng tỏ hả là người đó không biết gì hết, qua đó làm lao động phổ thông chân tay. Ở Việt Nam sướng quá trời, đi làm gì đó. Những thông điệp rất là ý nghĩa như vậy thôi. Và tôi rất là thích ca khúc Tự Vấn của Lương Bích Hữu. Và lần đầu đóng phim, chị Lương Bích Hữu cũng khá là tròn vai. Tròn nhất là cảnh chị ru em bé ngủ bằng một ca khúc tiếng Quảng. Khúc đó hay nha mọi người. Rồi, còn lại thì tôi không review nữa đâu. Tại nói hồi tôi cũng mệt theo á. Giờ cũng trễ rồi, về nhà 1 giờ sáng rồi. Nên ai muốn xem bộ phim này thì chúng ta tự ra rạp thưởng thức nha. Rồi, vậy thôi, tôi xin kết thúc clip ở đây nha. Bye bye, hẹn gặp lại. See you.